Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Linh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai ha. Đang để chuẩn bonsai luôn. Giá thì mình thấy nhỏ xíu rồi quý vị. À, giá rất nhỏ nha. À. Giá này là dễ chơi luôn. Chút nhanh tay chút lẹ nha quý vị. Dán chuẩn bonsai ha. Giá mini luôn. Rồi, chào em. Dạ em chào anh, con xin chào cô chú anh chị trên mọi miền tổ quốc. Ngày mới con xin kính chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe. Nay con có về một số mai mini để giao lưu cùng cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ cho con chương trình mình bên con như xưa giờ ha. Ba sóng ba ship cho cô chú mình toàn quốc luôn nha. Rồi con tiến hành vào cây đầu tiên mã số 1. Rồi mã số 1 quý vị. Dạ mã số 1 chiều cao là 29. Rồi. Dạ hoành thân là 14. Rồi xây xây luôn. Để trải đều luôn nha cô chú. Cây nhìn rất là duyên dáng luôn. Rồi mã số 1 là con xin giao lưu là 250. Rồi xuống cây. Mã số 2. Dạ chiều cao là 20. Hoành thân là 14 luôn nha cô chú. Rồi xây xây luôn. Cũng nở duyên dáng luôn cô chú ơi. Rồi mã số 2 này con xin giao lưu cô chú anh chị mình là 200. Rồi xuống cây. Mã số 3. Dạ chiều cao là 17. Dạ hoành thân là 13 có hơn, em nó bị vết thẹo ngay đây nha cô chú. Rồi. Bộ đế nè. Quá xa cái nội đế luôn. Cây rất là duyên dáng luôn nha cô chú ơi. Rồi mã số 3 này con xin Zalo cô chú anh chị mình là 250. Rồi xuống cây. Mã số 4. Dạ chiều cao là 23. Dạ hoành thân là 14 luôn nha cô chú. Rồi diện cái đế ha. Quá xa cái nội đế luôn. À, này con ba sống cho cô chú anh chị mình trong vòng 2 tháng đổ lại nha cô chú. Đó, trong vòng 2 tháng mà quý vị trồng có trục trặc vấn đề à, dạ, không không lên tược hay là khô héo à, mấy anh cứ mạnh dạn alo lại giùm em đi, em bao sống mấy anh à, cứ yên tâm. Rồi mã số 4 này cô xin giao lưu là 300. Rồi mã số 5. Rồi. Dạ chiều cao là 22 cô chú ơi. Dạ hoành thân là 15 nha cô chú. Bộ đế nè, quá xá cái nồi đế là nguyên cái vàng chân chịu ngoài trước luôn. Tự hình con thú rồi đây. Tự em thú luôn. Rồi mã số 5 này con xin giao lưu là 300. 300 rồi. Mã số 6. 6 luôn. Dạ chiều cao là 29 cô chú ơi. Rồi, hoành. Hoành thân là 14 có hơn. Rồi, xoay xoay luôn. Để đây, cũng trải đều luôn nha cô chú. Rất là duyên dáng luôn. Dạ rồi mã số 6 này con xin giao lưu là 200. Rồi, xuống cây. Mã số 7. Dạ chiều cao là 29. Dạ hoành thân là 13 nha cô chú ơi. Rồi, xoay, cây xoay này luôn. Mạnh mẽ nè, tược nó ra hết rồi cô chú. Đế cũng đều luôn. Rồi mã số 7 này cô xin giao lưu là 250. Rồi xuống cây. Mã số 8. Dạ chiều cao là 24. Dữ, to dữ. Dạ hoành thân là 15 cô chú ơi. Đế đây rất là lực luôn. Cây nhìn rất là duyên dáng luôn nha cô chú. Dạ mã số 8 này cô xin giao lưu là 250. Rồi xuống cây. Mã số 9. Cây này mạnh mẽ rồi. Rồi chiều cao là 34 cô chú ơi. Hoành thân là 15 nha cô chú. Rồi, để trải đều luôn. Cây này tựa cây khỏi chơi luôn. À, quá xa đẹp rồi, luôn. Để đây quý vị. Rồi mã số 9 này cô xin Zalo cô chú anh chị mình là 250. Rồi xuống cây. Mã số 10. Cây này quá đẹp luôn rồi. Cô chú ơi. Chiều cao là 26. Hoành thân là 14 nha cô chú. Củ rồi. Nở luôn. Để nơm. Trải đều luôn nha cô chú. Tạo diện với củ ha. Rồi mã số 10 này cô xin giao lưu là 250. Rồi xuống cây. Mã số 11. 11. Dạ chiều cao là 27. Rồi mẹ cổng 3 con luôn. Dạ hoành thân là 12 nha cô chú ơi. Rồi 3 nhánh lên luôn ha. Đế quá xa cái nồi đế luôn. Dạ mã 11 này cô xin giao lưu là 250. Rồi xuống cây. Mã số 12. 12. Dạ chiều cao là 30. Dạ hoành thân là 17 yếu nha cô chú ơi. Rồi xoay xoay luôn. Để đây cây này tược mạnh mẽ rồi nha cô chú. Cứ yên tâm về sự sống của nó nha. Rồi mã 12 này cô xin giao lưu là 250. Rồi xuống cây. Mã 13. Dạ chiều cao là chiều đây. Cao là 54. Rồi hoành luôn. Dạ hoành thân là 13 cô chú ơi. Rồi, tay xoay cành xoay đều luôn nha cô chú. Đế thì khỏi chê luôn. Rồi, mặt nào cũng luôn. Có đế luôn. Quá xá cái nồi đế luôn nha cô chú. Rồi mã 13 này cô xin giao lưu cô chú anh chị mình là 300. Cái bệ này bự ha. Rồi xuống cây. Rồi mã 14. Dạ chiều cao là 20.
Quỳnh Hân là 15 nha cô chú ơi. Xay xay luôn. Đế trải đều luôn nha cô chú, mặt nào cũng có đế luôn, rất là duyên dáng cái cây luôn. Rồi mã 14 nha cô, xin giao lưu cô chú chị mình là 230.000. Rồi xuống cây. Mã số 15. Dạ chiều cao là 27. Quỳnh Hân là 15 nha cô chú. Rồi xay xay luôn. Quả xá cái bộ đế luôn. Cây này nó ra thược hết rồi cô chú ơi. Rồi mã 15 này con xin giao lưu cô chú anh chị mình là 220. Rồi xuống cây. Luôn này con sổ hết luôn cô chú ơi. Sổ sập sàn luôn. Rồi mã 16, chiều cao là 26. Quỳnh Hân là 12 nha cô chú. Rồi xay xay luôn. Để duyên dáng luôn. Có cái chân chị ngoài trước luôn nha cô chú ơi. Chắc không? Do. Rồi mã 16 này con xin giao lưu là 200. Rồi xuống mã cây. Mã số 17. Dạ chiều cao là 27. Dạ Quỳnh Hân là 13 cô chú ơi. Rồi, để đây luôn. Rất là lực đế luôn. Rồi mã 17 nè cô xin giao lưu cô chú anh chị mình là 220.000. Rồi xuống cây. Mã 18. Em này quá duyên dáng luôn cô chú ơi. Chiều cao là 27. Quỳnh Hân là 13 cô chú ơi. Rồi xay xay luôn. Để nôm duyên dáng luôn. Rồi mã 18 nè cô xin giao lưu cô chú anh chị mình là 220.000. Rồi bao ship tới nhà cho mấy anh ta chơi luôn. Rồi. Rồi mã 19. Dạ chiều cao là 25. Rồi hoành luôn. Dạ Hoành Hân là 14, có hơn 15 thì yếu xíu xíu nha. Rồi xe xe luôn. Để đây. Đẹp ha. Rồi cụ đế nè quý vị. Okay, rất là duyên dáng luôn. Dạ mã 19 thì con xin giao luôn là 250. Rồi xuống cây. Mã 20. 20. Dạ chiều cao là 34 luôn. Dạ Hoành Hân là 17. Rồi không có cắn đâu hết ha. Cũ bự luôn nha cô chú. Cũ nè. Đế rất cũ là lực đế luôn. Rồi mã 20 này cô xin giao lưu là 250. Rồi xuống cây. Mã 21. 21 luôn. Cây này ra tược rồi, tay cành đều luôn nha cô chú. Dạ chiều cao là 43. Dạ Hoành Hân là 12. Rồi xay xay luôn. Ra tược hết rồi cô chú ơi. Rồi mã 21 này cô xin giao lưu cô chú chị mình là 200. Rồi xuống cây. Mã 22, một em đế nơm duyên dáng luôn cô chú ơi. Dạ chiều cao là 18. Chân dài luôn. Hoành Hân là 14 nha cô chú ơi. Xay xay luôn. Rất là duyên dáng cây này luôn nha. Đế nơm một khúc luôn. Rồi mã 22 này cô xin giao lưu là 250. Rồi xuống cây. Mã 23. Dạ chiều cao là 23 luôn cô chú ơi. Dạ Hoành Hân là 15 có hơn nha cô chú. Đế nè, quá xá cái nồi đế luôn nha cô chú. Dựng mấy cái đỉnh ở trên đây nữa. Cây rất là duyên dáng luôn cô chú ơi. Rồi mã 23 này có xin giao lưu là 250. Rồi xuống cây. Mã 24. Dạ chiều cao là 39. Dạ Hoành Hân là 15. Rồi. Để cũng đều luôn nha cô chú. Tại cành có sẵn ha. Dạ. Nè chơi quý vị. Rồi mã 24 này có xin giao lưu cô chú anh chị mình là 200. Rồi. Mã 25. Cây này rất là lực luôn nha cô chú. Rồi chiều cao là 35 luôn cô chú ơi. Rồi. Dạ Hoành Hân là 18 có hơn. Cây này ra tược rồi nha cô chú. Mẻ rồi. Rất là lực đế luôn. Cây cũng rất là duyên dáng luôn nha cô chú. Rồi mã 25 này cô xin giao lưu cô chú anh chị mình là 300. Rồi xuống cây. Rồi mã 26. Dạ chiều cao là 40. Dạ Hoành Hân là 14. Rồi xay xay luôn. Để cũng quá xá đế luôn cô chú ơi. Bộ đế mấy ha. Rồi mã 26 này cô xin giao lưu là 250. Rồi xuống cây. Mã 27. 27. Dạ chiều cao là 62. Quỳnh Hân là 13 nha cô chú ơi. Rồi dáng long bắt lượng luôn nha cô chú. Rồi xuống đế. Để đây. Để cũng rất là duyên dáng luôn cô chú ơi. Rồi mã 27 này cô xin giao lưu là 250. Rồi 250. Rồi xuống cây. Mã 28. Dạ chiều cao là 56. Hoành Hân là 14 cô chú ơi. Rồi xay xay luôn em. Rồi xuống đế nha quý vị. Đế đây cô chú ơi. Đế nơm duyên dáng luôn. Không to dữ ha. Dạ rất là lực luôn. Rồi mã 28 thì cô xin giao lưu là 250. Rồi xuống cây. Mã 29. Dạ chiều cao là 64. Dạ Hoành Hân là 16, yếu 15 thì dư rất là nhiều luôn nha cô chú ơi. Xe xe luôn. Thay cành đều, đế nè, khỏi chê luôn. Bự quá nè. Rồi mã 29 thì cô xin giao lưu là 350.
Rồi, xuống cây. Mã 30. 30. Dạ, chiều cao là 28. Củ nở luôn cô chú ơi. Quành thân là 13 có hơn. Rồi, xay xay luôn. Củ nở đế trải đều luôn nha cô chú. Cây rất là duyên dáng luôn. Rồi, mã 30 này cô xin giao lưu là 300. Rồi, xuống cây. Mã 31. Dạ, chiều cao là 54. Dạ, hoành thân là 15. Rồi, xay xay luôn. Này con. Tai cành đều luôn nha cô chú ơi. Củ nở luôn. Củ duyên dáng quá nè. Đây. Có cái chân chịu rất là lực luôn. Rồi, mã 31 này cô xin giao lưu là 300. Rồi, xuống cây. Mã 32. 12. Dạ, chiều cao là 50. Hoành thân là 16 cô chú ơi. Dáng lông lắc lưỡng luôn, duyên dáng luôn cô chú. Có tay cành sẵn luôn, để chơi đó quý vị. Bộ đế khỏi nói luôn cô chú ơi. Quá xa cái nồi đế luôn. Cây rất là duyên cây. Rồi, mã 32 này cô xin giao lưu là 400. Rồi, 400. Rồi, xuống rồi, cây. Rồi, mã 33. 33. Dạ, chiều cao là 65. Rồi. Dạ, hoành thân là 16. Tai cành đều luôn nha cô chú ơi. Dạ, mã 33 này có xin giao lưu cô chú anh chị mình là 350. Chuyện với cụ đế nào quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã 34. Dạ, chiều cao là 63. Dạ, hoành thân là 17 cô chú ơi. Tai cành đều luôn nha cô chú. Rồi, cái củ này chà bá luôn. Cây luôn. Rất là duyên dáng luôn. Rồi, mã 34 thì con xin giao lưu của chú anh chị mình là 450. Rồi, xuống cây. Mã 35. Cây này tay cành cũng rất là đều luôn nha cô chú. Chiều cao là 75 cô chú ơi. Rồi, dạ, hoành thân là 16. Rồi, xay xay luôn. Tay cành quá xa đều, cây ra tược mạnh mẽ luôn nha cô chú. Sức sống mạnh liệt ha. Dạ, đế thì trải đều. Bốn mặt mặt nào cũng có luôn. Chân ở hai chân trước luôn nè. Dạ rồi, mã 35 này cô xin giao lưu là 400. 400. Rồi. Mã 36. 36. Tược ta mạnh khỏe luôn. Dạ, chiều cao là 67. Dạ, hoành thân là 17. Rồi, xe xe luôn. Rồi, xuống đế nha quý vị. Đế quá sát cái nồi đế luôn cô chú ơi. Rồi, mã 36 này con xin giao lưu của chú anh chị mình là 400. Rồi, xuống cây. Mã 37. Tai cạnh đều luôn cô chú. Rồi. Dạ, chiều cao là 64. Dạ, hoành thân là 15. Rồi, xay xay luôn. Để đây cô chú ơi. Rồi, xuống để luôn quý vị. Rồi, mã 37 này con xin giao lưu là 300. 300, rồi. Mã 38. 8. Dạ, chiều cao là 71. Dạ, hoành thân là 18. Rồi, tai cành quá xá đều luôn nha cô chú. Tai cành đều. Cũng để đây quý vị. Để cũng rất là duyên dáng luôn cô chú ơi. Rồi, mã 38 này con xin giao lưu cô chú anh chị mình là 300. 300, rồi. Mã 39. 39 này quý vị. Rồi, chiều cao là 60. Rồi. Dạ, hoành thân là 16 có hơn. Rồi, xe xe. Tai cành rất là đều luôn nha cô chú ơi. Rồi, xuống đế nha quý vị. Đế thì trải đều bốn mặt luôn, mặt nào cũng có đế luôn. Đuôi nhỏ nhỏ luôn. Có cái đuôi luôn. Rồi, mã 39 thì con xin giao lưu là 500. Rồi, xuống cây. Rồi, mã 40 là mã cuối clip của con luôn nha cô chú. Hết rồi, có mặt. Rồi, chiều cao là 78. Rồi, hoành luôn. Hoành thân là 14 nha cô chú ơi. Rồi, xe xe luôn. Tai cành đều luôn nha cô chú. Cây rất là duyên dáng luôn. Em nó ra tược luôn rồi nha cô chú ơi. Rồi, bộ đế đây luôn. Quá xá cái nồi đế rất là duyên dáng luôn. Em nó bị vết thẹo nhỏ ngay đây nha cô chú. Rồi. Dạ rồi, mã 40 này con xin giao lưu cô chú anh chị mình là 300. Cũng rồi. Là mã cuối clip của con luôn nha cô chú. Dạ, cuối clip thì con cũng mong cô chú anh chị ủng hộ con để con có động lực tìm những cây đẹp gì để phục vụ cho cô chú anh chị. Con cảm ơn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình. Đích sao.